các bạn, nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một số mẫu nhẫn kiểu nữ vàng 18K nha. Giá vàng hôm nay là 3.420.000 một chỉ nha các bạn. Đây là những mẫu nhẫn hột đá cao nha, dành cho nữ nha các bạn. Đây chiếc này 1.97 các bạn, tầm khoảng hơn 7 triệu một chút xíu nha. Đây gần 2 chỉ các bạn. Đây. Cá rất là sáng luôn nha. Đây chiếc này 2.52 các bạn. Chiếc này tầm khoảng gần 10 triệu nha, tầm khoảng 9 triệu hơn một chút xíu các bạn. Đây, đá hột cao nè các bạn. Rất là sáng luôn. Này nữ đeo thì rất là sang luôn nha. Nhẫn này phù hợp với mọi lứa tuổi luôn nha các bạn. Chiếc này thì 3.80, tầm khoảng hơn 12 triệu, gần 13 triệu, 13 triệu nha các bạn. Đây, đá rất là sáng luôn các bạn. Có một chiếc này mẫu mới ra các bạn, 3.10, tầm khoảng gần 12 triệu nha các bạn. Đây, đá rất là sáng luôn các bạn, đá ba gớt nè. Một trụ đá tầm khoảng 12 ly nha. Đây. Bên đây hồng nó rất là đẹp luôn các bạn. Đây. Mẫu hột to này cũng đá cao nhiều cỡ luôn nha. Đây mẫu này cũng rất là sáng nữa. 2.54. Này tầm khoảng hơn 9 triệu nha, tầm khoảng 9 triệu rưỡi 10 triệu nha các bạn. Đây chiếc này 4.11 các bạn. Rất là bự luôn các bạn, tầm khoảng 15 triệu nha. Đây. Rất là sáng luôn các bạn. Mẫu đá cao bên mình rất là nhiều nha. Đây. Chiếc này thì đá chủ hơi thấp một chút xíu nha các bạn, nhưng rất là sáng nha, 2.80. Tầm khoảng gần 11 triệu nha các bạn. Đây rất là sáng luôn các bạn. Đây, chiếc này thì đá chủ tầm khoảng 15 ly nha, 2.91, tức là khoảng 11 triệu các bạn. Đây, siêu cao và rất là sáng luôn. Đây, chiếc này 1.56 thôi các bạn, tầm khoảng gần 6 triệu thôi nha. Đều rất là đẹp luôn các bạn. Những hột cao nha. Còn rất là nhiều mẫu nhỏ nha các bạn nha. Chiếc này hột bự các bạn. Rất là sáng luôn nè. 9.8 nè. Đây, rất là sáng luôn. Chiếc này cũng cần một đá chủ thôi, 9.4, trong khoảng 3.5 triệu thôi nha các bạn. Là mình tính luôn cả tiền công rồi nha, tiền vàng tầm khoảng hơn 3 triệu một xíu nha. Đây, chiếc này 1.33 này tầm khoảng 5 triệu nè. Rất là đẹp luôn các bạn. Chiếc này đeo mẫu nào cũng hợp luôn nha. Bên mình có đủ ni các bạn. Nếu không vừa thì bên mình có thể thu hết lại hoặc là nới rộng ra cho mình nha. Đây, chiếc này giống như chiếc này nhỏ nhỏ xinh xinh nha các bạn. 7.2 thôi, tầm khoảng 2.6 nha. Đây, nhẫn hột cao rất là nhiều. Đây, chiếc này thì 1.04 thôi, tầm khoảng gần 4 triệu nha. Nhẫn hột cao bên mình chắc tầm khoảng hơn 1.000 một chiếc nha các bạn. Rất là nhiều nên mình rất là dễ lựa từ tầm khoảng 2 phân cho tới khoảng 4-5 chỉ đều có đầy đủ hết nha. Đây chiếc này cũng rất là sang, 1.5 triệu thôi, tầm khoảng hơn 5 triệu nha. Chiếc này mẫu mới nha các bạn, 1.25 thôi, tầm khoảng 4.5 triệu nha các bạn. Giá vàng hôm nay xuống nên là mua hiện hơi rẻ hơn một chút xíu nha các bạn. Sau khi được cao nhất thì xuống 200 mấy, gần 300.000 một chỉ nha các bạn. Đây, 1.32 này tầm khoảng 5 triệu các bạn, rất là sáng luôn. Mẫu rất là nhiều. Đây, chiếc này thì 1.47 nha các bạn. Đây, đeo rất là đẹp luôn. Tầm khoảng hơn 5 triệu một chút xíu thôi. Đây, chiếc này cũng mẫu mới các bạn, đeo rất là sang luôn các bạn. Đây,
kiếm này có 1 chỉ thôi, tầm khoảng 4 triệu, 3 triệu, 7, 3 triệu 8 thôi mà. Đây, cái chiếc này thì siêu cao luôn ạ. Đây, 1 chỉ 6, 8 thôi, tầm khoảng gần 7 triệu nha, 6 triệu rưỡi đến 7 triệu nha bạn. Đây, siêu cao. Còn đây là mẫu nhẫn này, vuông nữa bạn, 1 chỉ 17 thôi, tầm khoảng 4 triệu rưỡi nha. Đá vuông mình đã chuẩn đá vuông nữa bạn. Mẫu đá cao luôn, hình bông hoa đó bạn, rất là đẹp luôn bạn. Chiếc này 1 triệu 75, tầm khoảng 7 triệu nha. Đây rất là đẹp luôn bạn. Đây có chiếc 1 triệu cũng rất là xinh luôn bạn. Đây 1 triệu 46 thôi, tầm khoảng hơn 5 triệu nha, rất là sáng luôn. Còn đây là mẫu hình bông nữa bạn. Đây, mẫu này 2 chỉ 32 nha, tầm khoảng 9 triệu nha các bạn. Đây, bên hông của nó này, rất là sáng luôn bạn. Đây, chiếc này. Chiếc này hơn 1 chỉ thôi các bạn, 1 chỉ rưỡi, tầm khoảng gần 6 triệu nha, tầm khoảng 5 triệu rưỡi nha các bạn. Rất là nhiều mẫu luôn các bạn. Mẫu hình bông nó chuẩn bụng nữa bạn. Đây, ai thích chiếc này không? Chiếc này 1 chỉ 89 thôi, tầm khoảng hơn 7 triệu nha. Đây, mẫu này cũng rất là xinh nè. 1 chỉ 31 thôi, tầm khoảng 5 triệu các bạn. Đây, có một chiếc này đá rất là bự nữa bạn. Chiếc này rất là bự luôn, đá của nó tầm khoảng 16 ly nhưng mà nó chủ rồi. Chiếc này 2 chỉ 75, tầm khoảng 10 triệu rưỡi nha. Đây rất là sáng luôn. Đây rất là nhiều mẫu các bạn, rất là nhiều. Có dịp các bạn ghé tiệm vàng mình xem nha. Mẫu lúc nào cũng cập nhật rất là nhiều mẫu mới nha, không để những mẫu lỗi thời nha. Đây rất là nhiều luôn các bạn. Hôm nay mình chỉ quay tới đây thôi nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.